người Trung Quốc có câu Trường Giang sóng sau xô sóng trước để nói về sự dồi dào nhân tài, danh sĩ của mình trong dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm. Chiến quốc là một giai đoạn đầy binh đao và máu lửa của dân tộc Trung Hoa, nhưng cũng là thời kỳ đã sản sinh ra rất nhiều danh tướng lẫy lừng trong lịch sử, không chỉ của đất nước này mà còn là của thế giới. Đại Tần hùng mạnh có Vương Tiễn, Bạch Khởi, Kinh Sở Phồn Vinh có Ngô Khởi, Triệu có Liêm Pha, Lý Mục, nước Yên có Nhạc Nghị, Cầm Ấn Tín của 6 nước uy danh lẫy lừng. Nổi danh trong dàn danh tướng ấy có một con người vô cùng đặc biệt. Ông là viên tướng duy nhất bị tật nguyền, bị hãm hại tới thân bại danh liệt nhưng vẫn vượt lên trên tất cả những nghịch cảnh, đánh bại những kẻ đã trà đạp lên mình để trở thành một trong những nhà quân sự vĩ đại nhất trong 5.000 năm lịch sử của dân tộc Trung Hoa. Tên của ông là Tôn Tẫn. Tôn Tẫn, nhà quân sự vĩ đại, người nắm giữ tinh hoa của binh pháp, đệ nhất danh tướng của Tề quốc, cùng với những lý luận quân sự kinh điển của mình, xứng đáng đứng trong hàng ngũ những nhà quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại. Sự mưu hạ của đồng môn tới nỗi tàn phế chỉ khiến cho ông thêm vĩ đại. Vầng hào quang của Tôn Tẫn như bừng sáng chiếu trọn tới 4 nơi. Bằng cách nào mà Tôn Tẫn đã vượt được lên trên những nghịch cảnh khắc nghiệt ấy? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé! Tôn Tẫn, sóng gió của một thiên hùng ca. Tôn Tẫn quân sư, đại tài của nước Tề, sinh năm 382 trước Công Nguyên. Tương truyền, ông là cháu trai của huyền thoại quân sự thế giới Tôn Tử, tác giả của binh pháp Tôn Tử. Ông theo học Quỷ Cốc Tiên Sinh, một vị danh sư tài năng với những học trò cực kỳ nổi danh như Tô Tần, Trương Nghi và đặc biệt là cặp đôi đối thủ truyền kiếp Tôn Tẫn, Bàng Quyên. Tôn Tẫn, Bàng Quyên như được sinh ra để làm đối thủ của nhau, mỗi người sẽ sở hữu một tài năng và sự xuất chúng theo cách riêng. Tôn Tẫn thì thâm trầm, Bàng Quyên thì tham vọng, Tôn Tẫn nhẫn nại, Bàng Quyên thâm hiểm và từ cái nôi binh pháp Quỷ Cốc Tử, cả hai đã bắt đầu cho một cuộc chiến kinh điển đi vào lịch sử. Sau nhiều năm dùi mài kinh sử và nghiên cứu những tinh hoa của binh pháp, Bàng Quyên mang cho mình khát khao lập công danh, đã xin sư phụ cho xuống núi. Trong khi Tôn Tẫn thì tiếp tục quy ẩn về viên cùng sư phụ. Hiểu được tấm lòng vàng son, không ham công danh của người học trò, Quỷ Cốc Tử đã bí mật truyền lại cuốn binh pháp mà cả đời của ông nghiên cứu cho Tôn Tẫn. Có được tinh hoa một đời của sư phụ, Tôn Tẫn không dám sao nhãng mà ngày đêm nghiên cứu để kiện toàn cho những lý luận quân sự của mình đạt tới tầm xuất kỷ nhập hóa. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, Bàng Quyên vẫn biết được sư phụ đã truyền lại binh pháp cho sư đệ Tôn Tẫn và đây chính là rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ giữa hai đối thủ truyền kiếp này. Về phía Bàng Quyên, sau khi xuống núi, ông ta đã gia nhập nước Ngụy. Cũng phải nói thêm rằng, dù trong cuộc đời của Tôn Tẫn, Bàng Quyên luôn đóng vai trò phản diện đầy mưu mô và xảo trá, nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng ông ta cũng là một kỳ tài quân sự. Nếu không có sự xuất hiện của Tôn Tẫn thì rất có thể Bàng Quyên sẽ giúp nước Ngụy thống nhất Trung Nguyên. Vốn là một người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đầy một bụng kinh sử, chỉ trong một thời gian ngắn, Bàng Quyên đã lập được vô vàn chiến công uy danh trong nước Ngụy như sấm rền và trở thành một kẻ dưới một người trên vạn người. Tuy đã đạt được không ít danh vọng, nhưng trong lòng Bàng Quyên thì vẫn có một mối lo sợ tiềm tàng, đó chính là Tôn Tẫn. Bàng Quyên cho người tới mời Tôn Tẫn về nước Ngụy cùng phó tá Ngụy Vương. Bàng Quyên thừa hiểu tài năng của Tôn Tẫn tới mức nào, tốt nhất là trọng dụng cùng phục vụ nước Ngụy, còn không thể kiểm soát đề phòng trường hợp Tôn Tẫn trở thành đối thủ của mình trong tương lai. Tức thì Tôn Tẫn được mời tới nước Ngụy để cộng sự với Bàng Quyên. Tuy nhiên, cũng chính Bàng Quyên đã buông lời gièm pha khiến Ngụy Vương nghi ngờ Tôn Tẫn muốn tạo phản và cắt mất của ông hai xương bánh chè. Cuộc đời của một kỳ tài cứ như vậy mà bị đày đọa. Sau khi Tôn Tẫn bị nhục hình, Bàng Quyên lại tỏ ra vô cùng thương xót đến đón Tôn Tẫn về nhà mình điều trị. Tôn Tẫn thấy vậy thì rất cảm động, rồi hứa sẽ truyền binh pháp Tôn Tử cho Bàng Quyên. Cũng may, có một người coi ngục tốt bụng đã mách cho Tôn Tẫn biết rõ thực hư. Mãi tới lúc này, Tôn Tẫn mới biết rõ bản chất của Bàng Quyên. Ít lâu sau, Tôn Tẫn bỗng bị điên dại, suốt ngày chỉ đi lang thang đầu đường xó chợ, có lúc còn bốc phân lợn để ăn. Bàng Quyên cho người theo dõi rất lâu, thấy vậy liền cho rằng Tôn Tẫn đã thực sự bị điên, rồi lơ là việc theo dõi. Rất may cho Tôn Tẫn và lịch sử tài năng của ông đã được một vị danh sĩ nước Tề để ý tới, đó là Điền Kỵ. Biết Tôn Tẫn giả điên, Điền Kỵ bí mật tiếp cận và thuyết phục Tôn Tẫn về nước Tề để cống hiến và thoát khỏi sự đe dọa của Bàng Quyên. Kể từ đó, một trang sử vàng son của nước Tề sắp được một kẻ tàn phế vĩ đại chắp bút. Thi triển tài năng, kế sách đua ngựa. Khi đua ngựa với Tề Vương, Điền Kỵ đã tới tìm Tôn Tẫn để nhờ ông bày trò kế sách. Tôn Tẫn cho rằng ngựa của Điền Kỵ được chia làm 3 loại là hạ, trung, thượng. Dùng ngựa hạ đẳng của mình để đối đầu với ngựa thượng đẳng, dùng ngựa thượng đẳng của mình để đối đầu với ngựa trung đẳng, dùng ngựa trung đẳng của mình để đấu với ngựa hạ đẳng. Như vậy sẽ thua 1, thắng 2, từ đó giành chiến thắng cuối cùng. Đến nay, kế sách này của Tôn Tẫn vẫn thực sự mầu nhiệm. Chẳng hạn như khi phân tích tình hình địch ta thì không được khinh suất, có tính toán chu đáo, toàn diện, có tính tới các trường hợp thất bại,
Với kế sách của Tôn Tẫn, kẻ địch dù có quân đông, vũ khí tinh nhuệ nhưng chưa chắc đã giành được thắng lợi cuối cùng. Với Tôn Tẫn, việc dùng trí tuệ để giành chiến thắng trong chiến tranh đã được nâng lên tầm cao. Mưu kế của ông mang tính sáng tạo, có ý nghĩa phổ biến. Điền Kỵ đã áp dụng kế sách của Tôn Tẫn, quả nhiên đã thành công. Điền Kỵ rất vui và đã tiến cử Tôn Tẫn với Tề Vương. Tôn Tẫn đã trở thành khách quý của Tề Vương. Trận Quế Lăng với Ngụy cứu Triệu. Năm 353 trước Công nguyên, Bàng Quyên được Ngụy Huệ Vương giao chức đại tướng quân cầm quân đánh nước Triệu. Với tài năng của mình, Bàng Quyên đã đánh tan tất cả các phòng tuyến của nước Triệu. Đoàn quân nước Ngụy băng băng tiến quân đến đất Triệu như chỗ không người. Triều đình nhà Triệu kinh hãi tột độ, thủ phủ Hàm Đan có thể thất thủ bất cứ lúc nào. Nước Triệu buộc phải cho người sang cầu cứu nước Tề. Dưới sự nài nỉ của nước Triệu, Tề Vương đã xuất quân giải vây. Nhưng đối mặt với Nguyện quân hùng hậu là có sự lãnh đạo của Bàng Quyên, cả triều đình nước Tề bấy giờ vẫn chưa có ai đưa ra được một đối sách vẹn toàn. Lúc bấy giờ, Bàng Quyên nổi tiếng là một danh tướng bách chiến bách thắng. Quân đội nhà Ngụy thì vô cùng dũng mãnh, nên nhất thời cả nước Tề chưa có ai và chưa có đối sách gì để chống lại được Bàng Quyên và quân Ngụy. Tề Uy Vương muốn để Tôn Tẫn dẫn quân ra trận. Tôn Tẫn cho rằng mình là người tàn tật, trông sẽ khó coi, đã long trọng tiến cử Điền Kỵ làm tướng chỉ huy. Thực ra thông qua đây, Tôn Tẫn muốn trả món nợ ân tình với Điền Kỵ. Mặc dù Điền Kỵ làm tướng, nhưng việc đánh địch thế nào thì vẫn luôn nghe theo Tôn Tẫn. Quả nhiên, Tôn Tẫn đã đưa ra chiến lược vây Ngụy cứu Triệu cho Điền Kỵ. Theo kế hoạch vây Ngụy cứu Triệu được ông đưa ra, dụng binh cốt ở hư thực, thực mà hóa hư, hư mà hóa thực. Đại quân của nước Ngụy đang tập trung ở thủ phủ Hàm Đan thì chắc chắn binh lực trong nước sẽ vô cùng mỏng, nếu đánh thẳng vào nước Ngụy tất sẽ đại thắng. Tôn Tẫn nói, lực lượng tinh nhuệ của nước Ngụy đã điều tới tiền tuyến để sơ hở tại hậu phương với đội quân toàn người già yếu, tiến hành giao tranh chính diện với quân Ngụy. Không bằng tấn công hậu phương lớn của chúng, buộc quân Ngụy phải quay về phòng thủ thì nguy cơ của nước Triệu tự khắc sẽ được giải quyết. Kế này có điểm giống với kế sách bày cho Điền Kỵ khi đua ngựa, đều là tránh được địch mạnh, đánh chỗ sơ hở. Nghe theo Tôn Tẫn, Điền Kỵ thay vì cứu Triệu lại dẫn quân tức tốc tiến thẳng tới kinh đô Đại Lương của nước Ngụy. Quả thực, đúng như những gì Tôn Tẫn dự liệu, ngay khi nghe tin nước Ngụy bị tấn công, đại quân trong tay Bàng Quyên lập tức phải rút lui, nước Triệu được giải vây. Khi quân rút qua Quế Lăng, đoàn quân Diệu Giáo của nước Ngụy bị quân Tề tấn công, tử thương vô số, thống lĩnh Bàng Quyên bị bắt sống. Tuy nhiên, sau khi bắt được Bàng Quyên, Tôn Tẫn vì nể tình bạn học xưa nên đã tha chết và thả ông về nước Ngụy. Chiến dịch cứu nguy cho nước Triệu thành công tuyệt đối, lưu danh sử sách đến muôn đời. Trận Mã Lăng Kế giảm bếp và đòn kết liễu Bàng Quyên. Trở về sau thất bại nhục nhã tại Quế Lăng, Bàng Quyên vô cùng căm hận người huynh đệ đồng môn của mình. Mặc cho đại quân bị tàn sát, những tham vọng chinh phạt để bành trướng thế lực của Ngụy Vương cùng Bàng Quyên chưa bao giờ dừng lại. Chỉ 9 năm sau thất bại nhục nhã đó, nước Ngụy lại một lần nữa đưa quân gây chiến với nước Triệu và nước Hàn. Biết mình không phải là đối thủ của nước Ngụy, nước Hàn buộc lòng phải cầu cứu nước Tề. Tôn Tẫn cho rằng cần phải cứu viện, bởi vì nước Hàn cách nước Tề rất gần. Nếu nước Hàn bị diệt thì kẻ địch sẽ xuất hiện ngay tại cửa nhà nước Tề. Thực ra, nếu không có sự tham gia của nước Ngụy thì Tôn Tẫn chưa chắc đã chủ chiến. Trong khi đó, nước Ngụy có Bàng Quyên, Tôn Tẫn một đời coi nước Ngụy là kẻ thù và lúc này Bàng Quyên thực sự muốn đánh một trận chính diện với Tôn Tẫn. Tề Uy Vương nghe theo ý kiến của Tôn Tẫn, không ra quân đánh ngay mà đợi khi quân Ngụy mệt nhọc mới ra quân. Sau đó, mặc dù đã kiên trì kháng chiến, song quân Hàn vẫn bị quân Ngụy đánh bại liên tục, đành phải sang cầu cứu nước Tề lần thứ hai. Một lần nữa, Tề Uy Vương cử Điền Kỵ làm tướng quân, Tôn Tẫn làm quân sư giải vây cho nước Hàn. Quân sư Tôn Tẫn quyết định một lần nữa sử dụng kế vây Ngụy cứu Triệu cho trận đánh này để buộc quân Ngụy phải xuất quân, từ đó nước Hàn sẽ được bình yên. Ngụy Huệ Vương nghe tin quân Tề tấn công, lập tức Triệu đại quân đang ở nước Hàn về, sai thái tử thân làm thượng tướng quân, Bàng Quyên làm tướng đem 10 vạn quân quyết chiến với nước Tề. Trong bối cảnh đó, Điền Kỵ và Tôn Tẫn tiếp tục dẫn quân tấn công Đại Lương. Bàng Quyên đã liều mạng đuổi theo ở phía sau Tôn Tẫn, cùng toàn quân cũng đã sẵn sàng cho một trận quyết chiến, chiến lược với Bàng Quyên và quân Ngụy. Tôn Tẫn nói, quân Ngụy vốn dũng mãnh, xem thường nước Tề, phải tận dụng điểm yếu của kẻ địch. Ông đã bày ra một kỳ mưu cực kỳ nổi tiếng, đó là kế rút bếp. Theo đó, cứ ngày hôm sau thì lại cho làm ít bếp doanh trại hơn so với ngày hôm trước. Ngày đầu là 10 vạn cái, ngày hôm sau còn 5 vạn cái, đến hôm thứ 3 thì còn 3 vạn cái. Bàng Quyên thấy số bếp của quân Tề hao hụt vô cùng lớn, phán đoán là quân Tề phải rút lui gấp, đội ngũ đã hỗn loạn, binh lính thì rời bỏ đội ngũ nên đã không bỏ lỡ cơ hội truy đuổi gấp. Ông tính toán, với lực lượng của quân Tề như vậy thì chỉ cần lấy một bộ phận kỵ binh tinh nhuệ đuổi theo, bất kể ngày đêm bỏ lại bộ binh chậm chạp ở phía sau. Kỵ binh quân Ngụy rong ruổi hàng trăm dặm trong nhiều ngày, hết đánh Hàn rồi quay về Ngụy rồi lại truy đuổi quân Tề, trong khi quân Tề thì nhàn nhã. Đây chính là kế trong binh pháp lấy tĩnh chế động, lấy nhàn nhã để đối phó với quân mệt mỏi.
Tôn Tấn đã dày công sắp đặt một tử địa tại Mã Lăng để chờ quân Ngụy tiến vào. Quân sĩ được lệnh phục kích ở hai bên, cứ hễ thấy có ánh lửa thì nhất loạt nhắm hướng đó để phóng tên. Sau đó ông ra lệnh đốn một khúc gỗ lớn chắn ngang đường chạy khỏi Mã Lăng, bóc một mảnh vỏ cây rồi khắc chữ "Bằng Quyên sẽ chết" dưới cây này. Đúng như những gì Tôn Tẫn dự liệu, ngay trong đêm hôm đó, kỵ binh dưới trướng của Bằng Quyên đã đuổi tới nơi. Đại quân Ngụy tiến sâu vào Mã Lăng thì gặp phục kích của quân Tề. Hai bên rừng, phục binh quân Tề bắn tên và đổ ra đón đánh, quân Ngụy đại bại. Bằng Quyên dẫn quân mở đường máu quay trở lại phía bìa rừng. Khi sắp chạy khỏi Mã Lăng, Bằng Quyên chợt thấy một thần cây bóc vỏ trắng. Nó khắc một dòng chữ gì đó, loáng thoáng thấy có tên mình ở trên. Bằng Quyên sai quân đốt đuốc và đích thân tới để đọc. Nhưng không ngờ ánh lửa vừa lóe lên thì ngàn vạn mũi tên từ xung quanh phóng phồng phập tới toán người phía thân cây nơi có ánh lửa. Bằng Quyên và mấy tên quân kỵ hứng mưa tên chết ngay tại chỗ. Trước khi lìa đời, Bằng Quyên chỉ kịp ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Toại khiếu thụ tử thành danh", nghĩa là ta làm cho cái thằng ấy nổi danh. Kỵ binh nước Ngụy bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi đánh bại quân Ngụy ở Mã Lăng, Tôn Tẫn lập tức cho quân truy kích, tiêu diệt 10 vạn quân nước Ngụy, bắt sống thái tử thân. Trận chiến Mã Lăng kết thúc với sự thắng lợi hoàn toàn dành cho nước Tề. Thua trận ở Mã Lăng cùng với trận Quế Lăng trước đó đã chấm dứt hy vọng tranh bá của nước Ngụy, đưa nước Ngụy vào thời kỳ suy yếu. Còn đối với nước Tề, trận thắng này có ý nghĩa quan trọng, giúp củng cố thế lực nước Tề và đưa nước Tề lên địa vị bá chủ ở phía đông. Với những kế hoạch xuất quỷ nhập thần, Tôn Tẫn nghiễm nhiên lập được đại công và trở thành công thần của nước Tề. Từ đó về sau, tiếng tăm của Tôn Tẫn truyền khắp nước Chư Hầu. Nghe nói, sau khi Bàng Quyên chết, Tôn Tẫn cũng đã mai danh ẩn tích, không có thêm chiến công gì hiển hách. Có lẽ do trong lòng ông cũng đã không còn hận thù lớn nữa và cũng không còn ai đáng để ông phải hao tâm tổn trí nữa. Ông từ quan về ở ẩn và dồn tất cả tâm trí vào bản binh pháp Tôn Tẫn của riêng mình. Bản binh pháp này về cơ bản đã thất truyền vào cuối đời Đông Hán, nhưng tới năm 1972 lại phát hiện ở một ngôi mộ thời Tây Hán ở núi Tước, Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc với hơn 1.100 chữ. Nhờ bản binh pháp ấy, người đời lại một lần nữa khám phá được thêm những tinh hoa tuyệt học của vị quân sư kỳ tài này. Vậy theo các bạn, Tôn Tẫn có phải là một nhân vật xuất chúng hay không? Hay ông chỉ thành công do có được một nền tảng hậu thuẫn quá tuyệt vời? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé!